Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn trở lại với kênh Liên Quân Mobile MOBA Việt. Và ở trong video clip này, mình sẽ làm vị tướng Theo Lát. Và theo yêu cầu các bạn, vị tướng rất được mong chờ bởi rất nhiều fan hâm mộ vị tướng Theo Lát này. Không chỉ vì rất là to, không chỉ vì đây là nữ hoàng của khu vực Trạng Vạn. Nữ hoàng rất là xinh đẹp anh em ơi, thân hình bốc lửa. Rồi. Rất là mong chờ vị tướng này, đặc biệt với khả năng bắn xa rất tốt. Đó là ưu thế của Theo Lát, khả năng khống chế vô cùng tốt từ nội tại, làm chậm của chiêu thứ nhất này. Chiêu thứ hai có khả năng làm chậm và chiêu cuối thì có khả năng làm choáng và tăng tốc chạy cho Theo Lát. Rất là tuyệt vời không các bạn ơi? Hơn thế nữa, cái nội tại của Theo Lát sẽ giúp đồng minh xung quanh được tăng 10% công. 10% công anh em. Đây là vị tướng ở trong danh giao viễn tổng thì khá an toàn, nhưng một khi mà bị áp sát thì đó là một cái cái điều mà nó quá tồi tệ với vị tướng Theo Lát này, chắc chắn sẽ bốc hơi và không thể chạy được. Đó là nhược điểm của Theo Lát. Chính vậy mà hôm nay mình sẽ làm video clip trình bày anh em một cái lối trang bị sẽ giúp Theo Lát cứng cáp hơn và khống chế tốt hơn. Các tướng khác rất khó bắt Theo Lát và Theo Lát có khả năng truy sát tốt hơn. Ok, hiện tại thì trận đấu này team mình thì hơi chôn một tí thôi, rất khó bắt được team bạn, kéo gấu vào trụ nhưng mà bắt không thành công. Nhiệm vụ của xạ thủ mà không có tướng bảo kê thì là ôm farm thôi anh em ơi, thực sự là như vậy. Các bạn không nên thổ báo, đánh lên cao sẽ bị gank và feed. Mà xạ thủ feed đầu game thì lúc đầu sẽ rất là yếu. Lúc đầu và đến tầm giữa game thì rất là yếu. Nếu các bạn trụ được đến cuối game thì đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu các bạn feed đầu game thì giữa game thì sẽ thành tạ rồi chọn team. Và chắc chắn là trận đấu sẽ dễ rất là thua. Chính vậy đánh xạ thủ mình sẽ ôm farm giai đoạn đầu game. Và ở cái phiên bản bản test này, và chính là mùa năm rồi, ở trong bản test đang mùa năm, thì tầm xa của Theo Lát sẽ được tăng lên, tốc độ chạy của Theo Lát cũng được tăng lên. Ok, nhưng mà hiện tại mình có sự phân vân giữa hai món đồ, đó chính là cái gươm sấm sét và cái kiếm pha ly. Chính vậy mình sẽ test hai clip và hai cách hình đồ khác nhau. Anh em chú ý nhá, đồ đầu tiên thì khác nhau thôi, còn các đồ cuối thì giống nhau hết. Rồi, đấy. Mình chỉ cần lên cao một xíu thôi là mình sẽ bị bắt và mất mạng ngay. Đánh hết sức cẩn thận, rình rập, bởi vì giai đoạn đầu game Theo Lát rất mỏng cánh và rất dễ bị bắt. Khi không có đồng hội soi map và tìm bạn thì hãy núp nùm, rất là nguy hiểm. Rồi gấu di chuyển vào ăn lính trong rừng mình. Cả gấu cả Ninjits. Nhưng bạn này gọi là ép ghê quá trời. Về các bạn ơi, ở bên dưới kìa. Ok, hạ được một người rồi. Về gấp. Hạ một người chết đôi à? Cẩn thận chết đôi bây giờ. Thôi, một em lên bảng số. Ôi thôi. Ai quá. Giữ ngược lại hai người team bạn, rất là hay. Và đánh rất tốt ngũ công, nhưng mà pha 3 đổi 3 thôi. Mình thì không tham gia được những pha giao tranh đấy bởi vì rất là xa. Mình có lợi thế farm mà anh em ơi, không sao. Kẹo nữa mình xiên cho, chọc cho, bắn cho Lát mông. Với đôi trang bị là gươm ánh sáng, gươm sấm sét thì mình sẽ có thêm tốc chạy 5%. Các kiếm pha ly nhưng mà lượng sát thương thì chắc không thể bằng cái kiếm pha ly rồi. Theo mình thì trong các trận đấu mà team bạn có nhiều tướng trâu trâu bò thì mình sẽ nên kiếm pha ly. Còn nhiều tướng mọc thì mình sẽ nên gươm sấm sét. Rồi, cứ cấu rỉa những tướng đánh gần đi. Bật chiêu một lên cấu rỉa máu để nó đỡ hổ báo. Thoa mặt ra là mình bắn ngay. Cấu rỉa máu đấy. Ok, kéo khuất rồi. Lôi xíu nào bạn ơi.
Các bạn nên nhận định khả năng sốc sát thương team bạn và lên áo choàng băng giá sớm nhá. Rồi, một bé chạy đâu. Các bạn nhớ dùng chiêu cuối chuẩn xác nha. Chiêu cuối sẽ làm choáng hất tung tướng địch rất là khó chịu, đồng thời tăng tốc chạy cho mình. Hai mạng rất là thơm. Lại còn có rồng nữa chứ. Ở trong bản test Việt Nam có một cái điểm rất là xấu, đó là các bạn hay AFK, đánh rất là chán. Rồi cấu gì ạ thôi. Cứ đánh thế thôi anh em, bật chiêu một cấu gì ở tướng địch và phải mắc chiêu một cho theo lát. Còn bằng ngọc có theo lát thì chắc chắn các bạn phải dùng bằng ngọc chí mạng rồi. Gấu này. Gấu này, choáng rồi, ok. Một gấu chạy rất nhanh. Không bắt được ai, rất đáng tiếc nhỉ. Rồi ID. Cái đường chạy rồi, ok. Rồi, pha kéo rất tốt, gấu lên bảng điểm số. Rồi lên được cái áo băng choàng băng giá thì các bạn nhìn mình bắn nha. Hết sức là khó chịu này, lại bị làm chậm à. Quả đấy mà Zil không có chiêu nhảy phong độn nhảy đi thì nó sẽ rất là thốn. Đó, các bạn có thể thấy khả năng bắn trụ từ tầm rất xa, không hề mất máu mà trụ thì gần chết rồi. Ôi, rồi xong mình rồi. Ngu người pha đấy đứng lại bắn, trời ơi. Mày mua đồ mà không nhìn map. Xui quá là xui. Ngáo quá là ngáo. Trách ai bây giờ? Trách mình ngu thôi. Yên tâm anh em ơi, với nước đồ như thế này mà có áo choàng băng giá rồi thì một khi theo lát thì có đồng đội đứng chắn phía trước thì bắn thì rất là thốn. Rồi, các bạn này di chuyển lỗi rồi này, các bạn này không thể chạy được đâu. Một khi bị theo em á, Alat ngắm bắn thì đâu mà đường chạy nữa. Chạy đâu? Zil kìa. Zil bật chiêu cuối làm gì vậy? Rồi. Chạy làm sao? Nốt bé này chạy làm sao? Nói chung là khả năng khống chế vô cùng tốt của Theo Alat. Trời ơi, chưa được đánh nhiều thì trận đấu đã kết thúc rồi anh em ơi. Thật là buồn quá đi. Xin chào mọi người, tiếp tục đến cái phần mình sẽ test cái món đồ là kiếm Fanny anh em. Nói chung là bị ngã quắc, bây giờ mới làm clip đồ kiếm Fanny được. Làm gươm chấm xét thì rất lâu rồi. Ok. Wow, rất là khó chịu. Em lên đít, em lấy đặt bẫy liên tục này. Nhưng mà lên đít thì mình không sợ nó, mình cảm nhận đấy là vị xạ thủ thuộc tầm là yếu nhất liên quân ba. Rồi và lốc rất trâu. Lúc đầu game con theo lát này mình có chiêu cuối cơ, bắn mới thấm, chứ lúc đầu là bắn cũng khá yếu anh em ơi.
Nhưng mà khi có áo choàng băng giá thì sẽ rất là thốn. Mặc dù là đối thủ thôi nhưng mà đánh thốn đến rốn luôn. Làm chậm thì không thể lết đổi. Các bạn nên giãn cách thời gian dùng chiêu 1 và chiêu 2 ra để dùng cái áo choàng băng giá hiệu quả hơn. Đó, ok. Hiện tại thì chưa có áo choàng băng giá đâu. Rồi. Dừng rất khỏe. Dừng circuit các bạn ơi. Rồi thôi thôi thôi. Lôi lôi kìa, dính choáng của Ignis rồi. Vừa lối trang bị mình trình bày thì các bạn đánh con theo lát này rất là an toàn. Rất là khó chết nhá. Thực sự là rất là khó chết trừ những pha mình mình hộp báo thôi. Hoặc là không nhìn map. Còn đâu rất là thọ. Rồi rồi, bắt Linus. Rồi, Insect ngược về thì còn đường nào mà chạy em ơi. Rồi ok, đã lên được cái kiếm pha ly rồi. Bắn sẽ được thêm sát thương vật lý. Bùm, choáng rồi đấy. Rồi bây giờ hết chạy nhá. Lên bảng em ơi. Đấy là Ryoma. Ryoma phiên bản 1 năm thì không thay đổi sức mạnh nha, yên tâm. Vẫn rất là mạnh. Ok, bây giờ thì mình đã gần hết pin rồi. Cố gắng phải đánh trận này xong, nếu không hết pin thì vỡ mồm. Rồi, xong trụ rồi. Con rồng này phải cố gắng ăn được, rồng trước là bị mất rồi. Trong nửa video clip trước thì mình làm cái lối trang bị là gươm sấm sét. Nửa video clip sau thì mình làm lối trang bị là kiếm pha ly. Các món đồ phía sau thì giống hệt nhau rồi nha, không có thay đổi nha. Về late game ý, khi mà các bạn full đồ rồi và đủ tiền, các bạn nên thay cái áo choàng băng giá bằng cái lanh phén ít nha anh em. Lúc đấy anh em sẽ bắn thấm hơn. Bởi vì late game mình có đồ mạnh rồi. Mình bật chiêu 1 là mình... Ui, ui, ui. Ai, anh nghĩ gì vậy? Trời ơi, ghê quá. Thôi thôi thôi. Ôi ôi, trời sập, trời sập. Ôi, ôi bẫy, may quá. Con xíu rồi, bị Ryoma chọc phát chết. Trời ơi. Và đấy là hết sức may mắn nhá. Nếu không là chết rồi đấy. Mình lên cục máu là rất có lợi anh em ạ. Chính vậy mình mới để là áo choàng băng giá ở slot thứ hai. Chứ thực ra con theo lát này, nếu mà các bạn nên đồ full công á, full dam lúc đầu game ý, thì các bạn thật sự là rất dễ bị bắt. Nếu mà không có bảo kê một cái là các bạn bốc hơi ngay lập tức. Đấy, bị áp sát là bốc hơi ngay lập tức. Kể cả các bạn nhiều đồ bị làm choáng và các bạn ngất ngay không kịp làm gì đâu. Ví dụ Nagrod hay là túng dính ngay ảo ảnh chảm của Burat chẳng hạn, thì bốc hơi không còn cơ hội để mà bắn đâu. Với áo choàng băng giá thời điểm đầu game, khi các bạn kích hoạt chiêu thứ nhất, các bạn bắn một phát sẽ làm chậm rất là khó chịu, tướng địch rất là khó chạy đó. Kết hợp với nội tại làm chậm của vị tướng này nữa thì nó hết sức là bá đạo rồi. Đây chắc chắn là một cách nên đồ hay của theo lát nhá. Theo mình biết thì chưa bạn nào nên đồ kiểu này đâu. Các bạn nếu mà có cơ hội đánh theo lát thì thử xem, sẽ rất là hay đấy. Ở theo lát thì mình vẫn chưa biết là thông tin nó sẽ ra mắt ở Việt Nam vào lúc nào đâu. Hy vọng là sớm ra mắt thôi. Vị xạ thủ rất được nhiều anh em mong đợi. Tại sao là Insect tướng địch về thế? Wow, điều mà khá nhiều mạng. Wow, Burat chạy rất nhanh. Rồi đó, đây Ninit chiều cuối, bye bye. Ninit nó một xạ thủ nó còn khống chế kém này. Không cơ động mà phải chạy vào bụi cỏ thì mới chạy nhanh được. Đó, lượng sát thương thì không có gì đặc biệt. Nên mình nghĩ đây là vị tướng theo kiểu là xạ thủ mà yếu nhất đi quân rồi rồi. Này thì như quả đấy mình mà lên đồ bình thường ý, không có cho băng giá đầu tiên ý, thì chắc chắn phát đấy là mình bị ảo ảnh chàng giết rồi. Nhưng mà
Với lối trang bị này thì rất là khó chết. Ấy, rồi ok. Có được cái món đồ thứ hai áo choàng băng giá rồi, mặc dù là đối thủ thôi nhưng mà các bạn nguồn sát thương của bạn cũng rất là tốt. Quay gần hết pin rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Làm nửa clip gươm sấm sét từ buổi chiều tối mới làm cái clip mà kiếm pha ly, thế thành ra là hết pin rồi. Trời ơi. Boom, đó ok. Điều mà chạy làm sao được. Ôi, mình bị choáng. Trời ơi. Lên bảng, ok. Tìm bạn khá nhiều hiệu ứng làm chậm từ Lindis rồi Nits. Clang phá trụ rất tuyệt vời từ xa. Đánh con này thì rất là sướng rồi. Là một xạ thủ mình rất thích chơi. À đây rồi, Murat rồi. Murat hết đường chạy luôn. Bồi thêm cái chiêu cuối. Đó, mà Lốc không thể áp sát được, rất khó áp sát khi mà ở theo lát lên đồ kiểu này nha anh em. Ignite này. Ignite rồi. Blindit luôn. Ôi, trụ bắn mình thôi xong. Một pha ham hố anh em, vào thẳng vào giữa trụ và giết được hai mạng. Double kill luôn. Mà rất tiếc thì mình lên bảng số. Pha này thì mình nghĩ là rất khó có cơ hội chạy cho Hopaina rồi, lên bảng luôn. Nói chung là những cái vị tướng pháp sư mà đánh tầm xa mà rất sợ vị tướng theo lát này, đặc biệt là lên cái lối trang bị là có áo choàng băng giá, khả năng làm chậm rất bá đạo ở cái thời điểm là tầm đầu và giữa game khi mà có hai món đồ trở nên ấy đó. Và các bạn nhớ là ở net game các bạn hãy bán cái món áo choàng băng giá đi, các bạn lên cái một đồ công nữa cho mình. Đồ công thì các bạn lên hẳn loan clip đi, và anh em chỉ cần bật một chiêu một là anh em có thể tiêu diệt được một tướng địch rồi. Rồi chạy làm sao được, sao có vẻ là Dioma ăn mạng hay thế nhỉ. Rồi chính xác luôn. Ấy hay quá. Rồi Murat có đường chạy không nhỉ? Bắn chiêu này đấy, làm chậm hết sức khó chịu. Murat nhờ giật tại à? Nhưng mà tầm bắn của mình rất là xa, giật lại thì vẫn chết thôi. Đó, làm chậm ấy. Thanh niên nhảy mất rồi. Các bạn phải trải nghiệm vị tướng này nhiều thì mới thấy cái lối trang bị này nó hay. Đấy. Làm chậm rất là khó chịu. Rất khó áp sát. Và rất khó chạy khỏi tầm bắn của theo lát. Và đặc biệt cái phiên bản 1 năm tới, ở trong bản thử nghiệm này thì cái thánh kiếm sau khi đánh, sau khi đánh chí mạng thì các bạn được cộng thêm tốc chạy trong 1,5 giây nhé. Trước thì là 2 giây nhưng mà bây giờ sửa thì còn 1,5 giây thôi. Tăng khá nhiều, anh em sẽ chạy rất nhanh. Rồi, hit shot bắt đầu. Ở đội hình team bạn thế này thì rất khó áp sát mình. Phá trụ. Ôi, không trời sập của đấy, mình bắn thêm phát nữa là ignite lên bảng điểm số luôn đấy. Rồi, ôi, quá nhiều sát thương. Nhưng mà áp sát mình rất là khó. Rồi, vẫn phải mất tốc biến vì Dioma lao lên. Kìa, mấy thanh niên đâu, chỉ có hai mười người giết gần được team bạn kìa. Rồi, không đến tầm bắn Dioma. Đến thật. Không cần lính nha, cũng phá chủ rất là đơn giản. Đó là lợi thế của theo lát. Rồi tạm biệt nha, chạy làm sao được.
Các bạn đừng nghĩ là lên áo choàng băng giá lên đối thủ thì bắn không thấm đâu, vẫn rất là thấm, mà giúp mà vị tướng theo lát không cơ động này sống tốt hơn, thọ hơn, rất khó bị giết, rất khó bị áp sát. Rồi ok, đó lên bảng được số hết một lượt thôi. Ông già ít nào, mà lốc nào ok, ít này. Ôi ui, ai thôi. Không ngờ ông giấy chạy nhanh vậy, trời ơi, hai quả là ngu người, bị chủ bắn chết. Rồi ok, đồng đội mình sẽ gọi là kết thúc trận đấu này. Các bạn có thể thấy, những pha chết toàn những pha là gọi là băng trụ ngu người thôi. Thật là quá ngu. Thực sự là những pha đấy thì cũng chẳng trách ai được. Trách ai bây giờ? Trách mình ngu. Ok, mình vừa test khai lối trang bị của Theo Lát và video clip của mình đến hết. Xin chào các bạn nhé. Bye bye, lượng sát thương quá khủng, 40% của team. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.